Vâng, xin kính chào mọi người đã trở lại video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại công viên khu rất là mới ở trong quê viên Bình Dương mọi người ơi. Hiện tại thì thấy có một đám tang vào đây an táng nè. Không biết là của cô ông cô bà thì xin mời mọi người theo dõi cái video của em ha. Bây giờ em sẽ di chuyển qua bên trong. Khu này là cái khu mới. Thì đợt trước em cũng có quay cập nhật ở đây nè. Thì chưa có đám nào hết. Thì hôm nay đã có một mộ, hai mộ rồi, ba mộ rồi. Khu này khu mới, để em coi cái khu này, cái khu tên gì nha mọi người. Em không biết cái khu này gọi là khu cái gì nữa. À, khu này khu B3. Dạ. Bình Dương, quê Dương Bình Dương. Đây, khu. Khu này là khu mới nha mọi người ha. Đây là những cái mẫu mới không nè. Đó, bên đó một cái nữa. Đây nè, đây là thêm mộ cũng mới chôn người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quang âm dẫn chí địa tạng đại ngân động tim dẫn thần linh dịch quy phật quân tiêu chiếu cho thế giới đại lòng đại niệm được mau mong em đại ân thọ ký kinh dân gì mạng chúng tụng chiến thần bao đủ lợi sâu ra bay rồi phải xong rồi biết gì xong rồi. Bây giờ thì chắc lẽ quay một vòng nữa em sẽ kết thúc cái video ở đám tang của cô ông tại đây, cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái khu mới, cái khu mà mới nói chung ra là khoảng một tháng trước là chưa có mộ nào luôn mọi người, và bây giờ thì đã có cả chục cái mộ ở đây rồi. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp ha. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mấy anh em đang gấp mộ vô nè.
ở giữa là lỗ âm dương á.